xin mời các bạn bạn xem anh Nguyễn Đăng giới thiệu về một loạt đỉnh cao đến từ Mỹ, hãng JBL có model là 4735X, một dòng loa cao cấp và đáng để chơi, bát 40 từ 220%, một chung và một tiếp đèn. Em đang bỏ căng quá nhá, X như mới luôn. Con này mà hát là cái nhạc cái đặc cấp luôn, bát cực sâu luôn nhá, êm, lời rõ ngọt sáng, tép le keng đi ra, cùng gỗ hơn chưa? Phần 2 em quay lại thất với nhá. Giá 48 triệu. Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa cực kỳ cao cấp VIP với nhá, đến từ Mỹ, hãng JBL, có mã là SR4735X. Một dòng loa siêu 3 lần tiếng, bát 40 từ 22-100, trung 20 tép kèn. Thì với dòng loa này nó có rất nhiều giá trị nhá. Một là giá trị về thẩm mỹ, bác để lên loa lên giá kệ hoặc trong nhà, nó đã thể hiện cái đẳng cấp của người chơi nhạc và chơi âm thanh rồi. Cái thứ hai là chơi âm nó thể miễn lại bàn rồi. Bát đánh uy lực, mạnh mẽ và mềm. Chung nó rất là ngọt và tép leng keng, sắc nét. Hát karaoke thì thoáng bay rộng rãi, có thể bao phòng từ 20 đến 60 vuông luôn nhá. Thì ngày nay em về cặp loa tình trạng đẹp xuất sắc. Ngay bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết báo giá nhá. Rồi, thì đây cặp loa có bộ vỏ thùng có thể nó nói là VIP nhá. Thùng gỗ cực chắc nhá. Và sơn sần nhựa tình trạng sắc sảo luôn mọi nhá. Đấy, đẹp sắc sảo, 10 phân vẹn 10 luôn. Rộng là 62, sâu 48, cao 95, hình thang cân bằng gỗ nhá, làm bằng gỗ. Phần tần to như cuốn sách luôn. Em nhìn này. Phần tần trông cũng đáng lẻ đúng không? Rất nhiều các cuộn cảm, tụ điện điện trở. Và dây của Mỹ như này, nó khôn thế này cơ mà. Thùng thành đẹp nhá, bông vàng óng như tơ luôn. Em về được một cặp thôi nhá. 4735X nhá, hiếm lắm, hàng hiếm lắm. Đấy, quay kỹ cho các bác luôn. Có chốt nổ để alo cho em nhá, giá thì cũng là hợp lý. Và ống dẫn âm nhá, đây gọi là ống dẫn âm. Nó sẽ có một cái chung đây, thì nó sẽ úp một cái lồi nhôm vào. Con chung sẽ được đẻo vào đây. Đấy, và úp cái lồi nhôm vào nhá, để tránh cái việc mà khi mà cái bát đánh nó tạo ra áp lực nó va cái màng chung này. Đây, chung vào nhá, đẹp không? Và chung con này. Đấy. Màng đẹp nhá, tất cả zin từ đối anh em luôn. Đây chung đây. Cổ nó tròn xoe này. Đấy, mã nó là M2098A. Con này thì đẹp, xuất sắc. Không tì vết này. Mà từ nước sơn nó đúng khôn không. Có hai con này. Đẹp dã man luôn, dã man luôn nhá. Đấy. Mà với cái này sao đẹp bởi vì nó úp cái lồi nhôm rồi nhá, nó đẹp. Là đây là tép nhá. Đây mã tép này. Nó là 2425HZ. Đẹp không tí vết luôn nhá. Không tí vết luôn. Chứ là dây nó còn vàng óng này, bác biết là độ chất nó rồi đúng không? Độ chất lượng cao rồi. Sắt xi bên này, sáng cóng. Nó là cái này là cái cốt đồng rồi nhá. Đấy, nhôm ấy, dây nhôm ấy, cái cốt đồng này đẹp lắm ạ. Đây, cái bông mới nhìn này chơi vỡ luôn. Đấy, để tép nhá, tép là từ 14 họng 44.4, tức là cái tép họng này dùng cho như 925-825 thôi nhá, và 4722A là một cái cặp chung đẹp nhá. Cặp bát cối nữa đây. Đấy, con này nó là từ 220-100, xương nhôm đúc sơn sần bóng, mã bát là 22-26HBL 8 ô, tem đen, X tem đen nhé, nhưng mà A nó là tem đỏ 4 ô. Đấy, X tem đen 22-26HBL 8 ô. Chúng ta những cái màng bên này. Đấy, tình trạng xuất sắc luôn, màng đẹp nhé, màng sóng gân lụa thẩm dầu. Đấy, còn thứ hai đây, xuất sắc luôn,
22 26 là bắt đánh như bom luôn nhá. Con này bắt mềm. Nào em nói chung là bác nhìn tinh này nó vẫn ánh tơ tằm long lanh đây. Đấy. Những cặp nó đẹp này hiếm quá nhá. Chung loại em thiếu hụt shop thôi. Em quay kỹ review. Nói chung là rất kỹ nhá. Giá nó này có mức giá 48 triệu. Anh em có nhu cầu alo cho nhanh. 48 triệu. Bao đẹp, bao chất, bao gì. Tết các bạn chơi rồi. Con này nghe nhạc hay nhá, hát hay. Nghe nhạc đẳng cấp luôn, hát hay. Mọi tin mua sắm phối ghép về bó hát, bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 440. Bác nhìn làm con đẩy số top 4 kênh như này vừa ghép súp và phun đều nhá. Thì giá tầm khoảng 12 triệu ok rồi. Còn vang số cái mic là tuyệt vời. Anh có chào bác nhé.